Dạ, mình chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Đồ Xưa Sài Gòn à. Nay em lại lên vài sản phẩm mong muốn giao lưu cùng với quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị mình xem thấy thích video vui lòng cho em một lượt like và một lượt chia sẻ à. Và trước khi lên sản phẩm em cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp đến quý cô chú anh chị mình à. Và sản phẩm đầu tiên thì em có là tượng ông Phật Di Lạc, chất liệu bằng đồng, được phủ vàng bên ngoài à. Chiều cao là 13 cm à. Chiều ngang là 22 và chiều rộng là 14 cm à. Cân nặng pho tượng ông Di Lặc này là 2 kg. Và giá cho em pho tượng ông Di Lặc này là 1.400.000 đồng à. Pho tượng ông Di Lặc tay cầm gậy như ý, tay thì cầm gậy như ý, cổ đeo sâu chuỗi, trên tay trên bên phải thì gác lên một cái túi vàng à. Rồi được phủ vàng ở bên ngoài à, bên ngoài là được phủ vàng. Rồi dưới đáy đây quý cô chú anh chị. Rồi giá cho em ông này là 1.400.000. Và tiếp theo thì em có pho tượng Mật Tông, ông Phật Địa Tạng Mật Tông. Chất liệu là bằng đồng vàng, đã được đánh bóng. Chiều cao là 31 cm, chiều ngang là 22 cm và chiều rộng là 14 cm. Cân nặng pho tượng Địa Tạng Mật Tông này là khoảng 2 kg à. Cân nặng pho tượng Địa Tạng Mật Tông khoảng 2 kg. Và giá cho em pho tượng Địa Tạng Mật Tông này là 2.200.000 pho tượng Địa Tạng Mật Tông. Pho tượng Địa Tạng Tara Mật Tông này giá cho em là 2.200.000 à. Trên tay cầm cái hộp châu là quý cô chú anh chị. Rồi đã được chùa bóng. Và tiếp theo thì em có là pho tượng Phật tứ diện mật tông. Chiều cao là 33 cm à. Chiều ngang là 20 và chiều rộng là 11 cm. Cân nặng pho tượng tứ diện mật tông này là 2 kg. Và giá cho em pho này cũng là 2.200.000 à. 2.200.000 pho tượng tứ diện mật tông, giá cho em là 2.200.000. Và tiếp theo thì em có pho Phật
mật tông, ta ra lục đồ mẫu, ta ra lục đồ mẫu. Lục đồ mẫu có chiều cao là 32 cm ạ. Chiều ngang là 22 và chiều rộng là 16 cm. Cân nặng pho này là cũng khoảng 2 kg 2 kg 2, và giá cho em cái pho Tara lục đồ mẫu này là 2.500.000 à, 2.500.000 pho Tara lục đồ mẫu à. Tượng cũng đã được chùi bóng quý cô chú anh chị, rất là đẹp luôn á. Rồi giá cho em là 2.500.000. Và tiếp theo thì em có pho Tara bạch đồ mẫu. Bạch đồ mẫu chiều cao thì cũng là 32 cm ạ. Chiều ngang là 22 cm và chiều rộng là 14 cm. Cân nặng cũng khoảng 2 kg, và giá cho em pho này cũng là 2.500.000 ạ. 2.500.000 pho Tara bạch đồ mẫu. Dạ, và tiếp theo thì em có cái tượng ngài ông Liên Hoa Sinh. Ông Liên Hoa Sinh chiều cao là 32 cm ạ. Chiều ngang là 20 cm và chiều rộng là 16 cm. Cân nặng ngài Liên Hoa Sinh này là 1,5 kg ạ. Và giá cho em cái ông ngài Liên Hoa Sinh này là 2.200.000, 2.200.000 ông ngài Liên Hoa Sinh nè. Rồi giá cho em 2.2 triệu. Và tiếp theo thì em có tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, chất liệu bằng đồng Pháp Lan. Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chất liệu là đồng Pháp Lan. Chiều cao là 22 cm ạ. Chiều ngang là 11 và chiều rộng là 9 cm. Cân nặng pho tượng Quan Âm chất liệu đồng Pháp Lam này là 1,2 kg, và giá cho em cái pho Quan Âm chất liệu đồng Pháp Lam này là 2 triệu đồng, 2 triệu đồng pho tượng Quan Âm chất liệu đồng Pháp Lam à, giá cho em là 2 triệu. Rồi em có hai màu vàng và màu xanh. Màu xanh này cao hơn một chút, giá cho em là 2.3 triệu. Màu xanh cao hơn một chút, giá em 2.3 triệu. Rồi em màu này cũng bằng nhau, giá cho em cũng là 2 triệu. Rồi một cái cao 2.3 triệu, một cái em có 4 màu 2.3 triệu và 2 triệu,
màu tím, màu xanh, màu vàng, 4 màu. Cao hơn thì giá cho em 2.3 triệu, còn thấp hơn giá cho em 2 triệu à. Rồi, 4 kho. Những cái này là người ta làm bằng tay của cô chú chị, ta cẩn tay vô men đâu, ta cẩn vô rất là đẹp. Quay sát với cô chú anh chị xem nè, pháp lam thì, đồ pháp lam thì rất là đẹp. Và rồi giá cho em cái men này, men cái nhỏ pho nhỏ 2 triệu, pho to 2.3 triệu. Em có 4 pho đó, 4 pho, 4 màu, màu vàng, màu xanh, màu tím, màu xanh này xanh đậm, xanh lợt. Và tiếp theo thì em có cái sông trồng, sông trồng hình con rồng, hình rồng, sông trồng hình rồng, sông trồng hình rồng, chiều cao là 18 cm, chiều ngang là 17 cm, và chiều rộng là 11 cm. Cân nặng cái sông trồng này là 1.2 kg, và giá cho em với sông trồng này là 1.150.000 à, 1.150.000. Rồi dưới đấy đi quý cô chú anh chị, ở đây là có hình con rồng hai bên, ở dưới là ba chân, sông trồng ba chân hình rồng, trên nắp là cũng có hình rồng, và giá cho em là 1.150.000 à, 1.150.000. Dạ, và em có 4 chú tiểu, 4 chú tiểu tai không nghe, mắt không thấy, miệng không nói. Tai không nghe, mắt không thấy, miệng không nói à. Miệng luôn tươi cười. Rồi chất liệu cũng là bằng đồng, chiều cao là 10 cm à.
chiều ngang là 8 cm và chiều rộng là 6 cm, cân nặng là 1,7 kg à, và giá cho em là 1.350.000 à. 1.350.000 bộ 4 chú tiểu, bộ 4 chú tiểu, tay không nghe, mắt không nói, miệng không thấy, rất là dễ thương luôn. Giá cho em 1.350.000. Và em có thêm cái tượng Phật, ông Phật Đản Sinh, ông Phật Phật Đản Sinh, ông Phật Đản Sinh, lúc ông Phật Đản Sinh, tượng rất là dễ thương luôn. Chiều cao là, chất liệu cũng là bằng đồng mà, chiều cao là 23 cm, chiều ngang là 11 cm và chiều rộng là 10 cm. Cân nặng pho tượng Phật Đản Sinh này là 1,5 kg. Giá cho em là 1.300.000 à, 1.300.000 pho tượng ông Phật Đản Sinh, giá cho em 1.300.000. Rồi, giá cho em ông tượng ông Phật Đản Sinh này là 1.300.000 à. Ông Phật đi đấy thì của chung chị. Rồi, tiếp theo thì có một cái bút trưng bày phong thủy, chất liệu cũng bằng đồng, hai bên là ở dưới là hai cái đế và có hai con cốc thiền thừ, ở trên thì có vàng và ở trên đây thì có cây bút có hình rồng, và con rồng là hiện tại ra không, con rồng đang nhả châu, có chiều cao là 22 cm, chiều dài là 30 cm và chiều rộng là 10 cm, cân nặng là 3,2 kg à, 3,2 kg. Rồi, giá cho em cây bút thiền thừ này là 2.500.000, 2.500.000 đồng cây bút thiền thừ. Cây bút này tháo cái này ra được, như quý cô chú anh chị, ở hai ở trên là có 3 cục vàng, 6 cục vàng, hai bên là 2 con cốc thiền thừ. Rồi, ở dưới đấy thì quý cô chú anh chị, và giá cho em là 2.500.000. Và tiếp theo thì em có cái tượng là tượng 3 con dê, tượng Tam Dương Khang Thái, Tam Dương, chất liệu là cũng là bằng đồng, chiều cao là 19 cm, chiều ngang là 15 cm à, và chiều rộng là 9 cm. Cân nặng tượng Tam Dương này là 1,5 kg à, 1,5 kg, và giá cho em cái tượng Tam Dương này là 1.000.000 à, 1.000.000 tượng Tam Dương Khang Thái, một giá cho em 1.000.000.
Rồi cho tam dương giá cho em 1 triệu à, ba con dê. Ba con dê giá cho em 1 triệu. Ba con dê tiền. Rồi giờ tiếp theo thì em cũng có con cá phun cá như ý. Cá như ý có chiều cao là 19 cm, chiều ngang là 13 và chiều rộng là 9 cm, cân nặng là 1 kg. À giá cho em cái con cá như ý này là 750.000 à, 750.000 con cá như ý, giá cho em 750.000. Rồi em có cái bằng mũi con gà chất lượng bằng đồng, chiều cao là 18, chiều dài là 19, chiều rộng là 10 cm, cân nặng là 2 kg. Rồi giá cho em cái bằng mũi này là 950.000 à, 950.000 cái bằng mũi con gà, giá cho em 950. Và rồi thì em cũng xin kết thúc video tại đây à. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem. Và khi xem nhớ cho em một lượt like và một lượt chia sẻ à. Và quý cô chú anh chị mình xem không rõ không kỹ, các bạn Zalo em số điện thoại em ghi ở màn hình, hoặc là em chia chủ đề để em chụp rõ quay kỹ sản phẩm cho quý cô chú anh chị mình xem à. Và em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video. Chúc quý cô chú anh chị mình ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc à. Giờ em xin kết thúc và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình video sau à.